Hôm nay chúng ta sẽ quay lại để mà giải quyết mấy câu hỏi bài tập á. Rất là thú vị khi thấy bà con có những cái ý tưởng đặc biệt, thú vị, có quan tâm đến bài vở. Chúng ta giải quyết tất cả là 6 câu bài tập. Cái câu thứ nhất á, là nếu sống theo tinh thần bài kinh Kalama đó thì người Phật tử còn có thể dựa vào đâu để mà nhận định một lời rao giảng đây là lời Phật? Vì theo trong bài kinh Kalama thì Đức Phật ngày chỉ đưa cho mình hai cái tiêu chí, hai cái nền tảng để mình nhận xét một cái vấn đề trước khi mà mình phủ bác hay là mình chấp nhận nó. Thứ nhất là cái đó có phải là cái điều thiện hay không, thứ hai nữa đó có phải là điều bất thiện hay không, thì đó là hai cái nền tảng, hai cái cơ sở để mình dựa vào đó mà mình bỏ hay là theo một cái vấn đề, chấp nhận hay là phủ bác một vấn đề. Nhưng mà cái đó là đương nhiên là lời Phật là đầy đủ rồi, không sót gì đâu, nhưng mà gọn quá. Bởi vì nếu chỉ dựa lên cái tiêu chí, dựa lên cái chữ thiện mà cái chữ bất thiện đó thì gọn quá, cái nhiều người họ khó bề mà xoay sở trong cái đời sống thực tế, trong cuộc tu á. Thì ở đây chúng ta có một bài kinh, đó là bài kinh là Bát Đoán Phật Pháp của bà Gautami. Có một lần đó bà đến, bà Gautami đó là di mẫu của Đức Phật ấy, tức là dì ruột của Thái tử Tất Đạt. Thì khi bà xuất gia và chứng La Hán thì bà trở thành bậc gọi là ni tổ, cái người mà đầu tiên mà sáng lập cái hệ thống tỳ kheo ni. Thì cái lần đó bà lên mà gặp Phật, bà nói: Bạch Thế Tôn, rồi đây sẽ có rất là nhiều người thậm xưng hay là mạo nhận đây là lời Phật, thì cái định người hậu tấn vì sao biết dựa vào đâu để mà có thể xác minh được đâu là lời dạy của Thế Tôn và đâu là không phải là lời Phật? Thì Đức Phật ngày đã trả lời cho bà Gautami: chúng ta biết rằng là chỉ dựa vào bài kinh Kalama và bài kinh Bát Đoán Phật Pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng nếu mà cái câu hỏi đó mà được hỏi lại ở một cái hoàn cảnh khác với một cái đối tượng khác thì chắc chắn rằng Đức Thế Tôn cũng sẽ có cái cách trả lời khác, nhưng mà nội dung thì vẫn là bài kinh Kalama, có nghĩa là cái gì thiện thì theo, cái gì bất thiện thì bỏ, nhưng mà cái thiện ở đây là cái gì và cái bất thiện đây là cái gì đó, thì tùy chỗ mà ngài nói rộng nói sâu khác nhau. Nhớ nha, tùy chỗ mà ngài giải thích cái thiện và cái bất thiện nó rộng và sâu khác nhau, tùy căn cơ của chúng sinh. Thí dụ như ngài nói cái chuyện đó mà cho cái người xuất gia đó, nó khác với người cư sĩ. Ngài trả lời cái câu đó cho cái bậc mà đại trí, nó khác với cái người mà nhiều đức tin. Ngài trả lời cái câu đó cho cái bậc mà thích trì giới, nó khác với người thích thiền định. Ngài trả lời câu đó cho cái vị mà nặng về pháp học, nó sẽ khác với cái vị mà nặng về cái pháp hành. Đấy, đại khái như vậy. Cho nên ở đây trước mắt là chúng ta có một cái bài kinh là Bát Đoán Phật Pháp thì có thể làm cái chuẩn mực chung để mà hiểu cái bài kinh Kalama một cách rộng rãi và dễ nuốt hơn. Chứ còn cái tiêu chuẩn thiện và bất thiện gọn quá. Thì ở trong bài kinh Bát Đoán Phật Pháp, khi mà được bà Gautami hỏi như vậy đó, thì Đức Thế Tôn này đã trả lời rộng rãi hơn. Ngài dạy rằng cái pháp môn hành trì nào đấy mà cái người thực hành á lâu ngày á sẽ thích sống một mình, không có muốn gần gũi đám đông, thì cái đó là đúng là lời Phật. Cái pháp môn nào mà càng hành trì đó người ta càng trở nên tinh tấn hơn, tinh tấn trong cái chuyện mà tu thiện và lánh ác á, phải nói rõ là như vậy. Chứ còn tinh tấn này không phải là bài ra đủ thứ chuyện để làm ấy,
mà không có liên quan gì đến giáo lý, đến chuyện tu hành đó, thì cái đó không phải là tinh tấn theo cái nghĩa ở đây. Cái nghĩa ở đây đó có nghĩa là tinh tấn trong cái chuyện mà tránh ác hành thiện, trong cái chuyện mà trao dồi tam học, cái chuyện mà hành trì 37 bồ đề phần, thất giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực, tứ chánh cần tứ nhị túc niệm xứ đó, thì cái tinh tấn đó mới được kể ở đây nha. Thì ngài dạy rằng cái pháp môn nào mà càng đi theo đó thì càng tinh tấn, mà tinh tấn kiểu đó đó thì đó là lời Phật. Còn cái pháp môn nào mà mình càng theo mà mình thấy càng xa rời cái lời Phật, càng xa rời cái lý tưởng tu hành giải thoát. À, nói đến tu hành giải thoát thì người mình nó bãi hoại, chán nản, nó ê ẩm ngán ngẩm đó, thì sai. Mà cái pháp môn nào, cái con đường nào mà mình càng theo, mình càng thấy, mình càng trở nên tinh tấn, gọi là có hứng thú trong cái chuyện mà tu tập hơn, thì đó là con đường đúng. Vì vậy cái đầu tiên đó, là càng đi theo mà càng thích sống một mình hơn, chứ còn không có thích mà đàn đấm mà tụ tập. Thay vì tu tập thêm dấu nặng, nó thành tụ tập. Nhớ nha, nhớ cái đó. Mùa Covid là cái mùa tu tập, chứ không phải là mùa tụ tập. Nhiều khi thêm cái dấu chấm là nó tan quang cuộc đời hết nha. Thêm dấu chấm là nó tan quang cuộc đời hết. Ở đây là chỗ tu tập chứ không phải là tụ tập. Cho nên là đó là hai cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn tiếp theo á là càng tu theo cái hai cái pháp môn đó thì càng trở nên dễ nuôi. Dễ nuôi chứ không phải dễ vui nha. Dễ nuôi, dễ nuôi. Dễ nuôi này có nghĩa là hoàn cảnh nào, điều kiện vật chất ra sao thì cũng sống được. Cái dễ nuôi này nó không có gói gọn đơn diện mà ăn mặc đâu, mà nó còn ghê hơn nữa là ăn mặc ở và điều kiện sinh hoạt thì sao cũng được, coi nó là chuyện phụ, chuyện nhỏ, chuyện phụ, chuyện nhỏ thôi. Miễn sao mà có đủ sức khỏe, miễn sao đời sống tinh thần mình nó không có bị cái điều kiện vật chất mà ảnh hưởng gọi là nghiêm trọng. Ví dụ như nắng nóng quá, chỗ đó lạnh quá, chỗ đó ồn quá, hôi hám quá, chỗ đó ô nhiễm quá, khói bụi nhiều quá, không thì cái đó mình phải tránh. Chứ còn mà ăn mặc ở thì sao cũng được, phải nói vậy. Chứ còn nên nhớ là cái đơn giản ở đây là phải đơn giản trong cái an toàn và an lạc. An, hai chữ an nha, an toàn và an lạc, chứ không phải đơn giản này có nghĩa là thách thức với mọi nguy cơ có thể phương hại đến sức khỏe và đến đời sống tâm lý, thì cái đó là liều mạng chứ không phải là dễ nuôi. Nhớ cái đó là liều mạng, cái đó là ngu xuẩn. Mà ở đây đó là đơn giản, đạm bạc, nhưng mà trong cái điều kiện lại là an lạc và an toàn. Đấy, phải nhớ cái đó, phải nhớ hai cái chữ an này nha, xăm lên người, an lạc và an toàn. Đó, thì đó là dễ nuôi là càng tu thì tự nhiên cái nhu cầu về vật chất được trở nên đơn giản hơn, đạm bạc nâu sành, nhưng mà trong cái tiêu chí là an lạc và an toàn. Đấy. Cái pháp môn nào mà càng tu tập đó, thì mình càng hướng đến cái xuất ly, chứ không có quay lại cái sự mà sanh tử. Sanh tử có nghĩa là càng tu chỉ cần muốn buông thôi. Trong cái lớp intensive ngày hôm qua chúng tôi có giảng cái chương số 5 của bộ Bodhisattva Dhamma, có nói cái đó. Tức là cái cứu cánh tu học của người Phật tử là hiểu thấu bốn đế. Mà bốn đế là cái gì? Cái đế đầu tiên là cái sự thật về cái bản chất đau khổ của thế giới. Thế giới này nó gồm có đắng và ngọt và nhạt. Đắng, ngọt, nhạt. Thì là đắng hay ngọt hay nhạt nó đều là khổ trực hay là gián tiếp hết. Bởi vì cái gì mà nó vô thường, cái gì mà mình không có thể giữ hoài được, cái gì mà phải do duyên mà có rồi phải mất đi, thì tất cả cái đó đều được gọi là khổ. Vì khổ nó có hai trường hợp, đó là khổ bản chất và khổ cảm giác. Khổ cảm giác là những cái khó chịu của thân và của tâm. Còn khổ bản chất á, tức là cái gì mà nó bất toàn, bất trắc, thì cái đó được gọi là khổ, bởi vì nó là cái nền cho khổ cảm giác. Đấy. Và khi mà đã hiểu như vậy đó, thì dầu một cái đời sống đấy, sung sướng hay là đau khổ đỏ đầy, thì nó đều là khổ gián hay là trực tiếp hết. Và tùy thuộc vào cái tầm nhìn của mình sâu rộng,
cạn hẹp, sâu rộng hay là cạn hẹp, mà mình thấy được cái khổ bao nhiêu thì mình mới bỏ được cái thích bấy nhiêu. Đây, thì ví dụ như mình thấy được tất cả là khổ thì mình sẽ bỏ được tất cả cái thích. Còn nếu mình chỉ thấy có một mớ cái là khổ, còn mớ cái còn ngọt ngào ngon lành, thì có nghĩa là mình cũng còn giữ lại một số cái tập, cái tham. Có nghĩa là cái khổ đế thấy không hết thì cái tập trừ mới hết. Đây, nhớ nha. Có những người trên đời này, tôi e là tôi giảng không có thời đủ thời gian luôn, nhưng không, cái nào tôi lướt được tôi lướt. Có những người trên đời này họ chỉ sợ cái quả khổ thôi, sợ đói, sợ nghèo, sợ bệnh. Nhưng mà có những người họ khá hơn, họ sợ cái đó là mấy cái người mà sợ đói, sợ nghèo, sợ bệnh, sợ tai tiếng, sợ mất mát, sợ đổ vỡ, sợ ly tán rồi đó. Mấy cái người đó là mới là sợ, sợ cái quả xấu thôi. Nhưng mà phải khá hơn là phải là những người sợ nhân xấu kìa. Họ thấy cái chuyện mà tham lam sân si không, tham lam sân si rồi lừa đảo lật lọng bủng xỉn ganh tị, họ thấy cái đó mới ghê. Cái khổ họ chịu được, nhưng mà họ không có chịu nổi cái chuyện mà bản thân mình bất thiện. Như vậy cái hạng thứ hai cao hơn hạng thứ nhất. Hạng thứ nhất chỉ sợ quả khổ thôi, cái hạng thứ hai nó sợ cả cái nhân khổ nữa, đó là nhân xấu nhân bất thiện. Nhưng mà hạng thứ ba mới ghê, hạng thứ ba là nó sợ luôn cả cái quả lành đấy. Có nghĩa là sao? Hôm qua tôi kể chuyện ông kiến trúc sư mà Võ Trọng Nghĩa đó, ông giàu, ông giỏi như vậy đó, mà bây giờ đè ông ra Bắc, ông phải sống ở trong một cái lâu đài mà hàng trăm triệu đô la, rồi ăn nhậu, rồi phụ nữ, rồi hưởng thụ khoái lạc sung sướng kẻ hầu hạ không thích. Bây giờ ông chỉ muốn là tu thiền tứ niệm xứ thôi. Rồi có những người họ sợ, mà tôi biết trong số những người tôi quen có những người họ sợ cả cái quả lành đấy, sợ là sợ vậy đó. Họ không có tận hưởng những cái họ có, mà họ thấy mấy cái đó toàn thấy cái phiền không à. Mà đôi khi cái kẻ ít phước và ít trí đó, thì họ mê cái quả lành. Nhưng mà đối với bậc mà thượng trí đó, họ thấy cái quả lành họ ngán lắm, họ thấy cái chuyện mà phải đi tơ bơ sữa nhung lụa họ ngán lắm. Họ chỉ muốn có chỗ nào đơn giản để họ ngồi yên thôi. Đó cũng là lý do để chúng tôi làm Kalama đó. Vì có rất là nhiều người họ thèm cái đó lắm, họ thèm có cái chỗ mà đừng có bận tâm đến cái chuyện mà nấu nướng là nhà cửa giấy tờ thuế má vợ chồng con cái dẹp. Họ chỉ muốn có chỗ đến giờ nghe cái beng cái là nhào lên bức bụng. Rồi về cái là nghỉ ngơi kinh hành thôi, tới giờ nghe cái beng cái là nhào lên thì ngồi tập thể, họ chỉ mê có nhiều đó thôi. Đó là những người sợ cái quả lầm. Nhưng mà cái hạng thứ tư là xếp sầm, tức là họ sợ luôn cả cái nhân lành. Các vị nghe trong rung là có nhiều người nghe rất là sốc. Quả lành mình ngán cái thì đúng rồi, nhưng mà cái nhân lành là sao? Họ thấy rằng đấy, sợ đây nghĩa là gì? Sợ đây có nghĩa là họ thấy rõ việc ác, nhân ác là dẫn đến khỏi khổ, quả khổ, đúng. Và nhân lành, việc lành thì dẫn đến khỏi lành, đúng. Nhưng mà họ cũng thấy luôn rằng dầu về cõi lành hay cõi ác cuối cùng cũng là một sự quẩn quanh. Cho nên cái cứu cánh cao nhất của họ đó không phải là về cõi lành, mà là chấm dứt luôn cả buồn, vui, thiện, ác. Cái thiện nó tạo ra cái vui và cái ác nó tạo ra cái buồn, phải không? Mà cả bốn cái thiện, ác và vui, cái nào cũng thấy ghê hết. Tuy nhiên họ sợ cái thiện ở đây không phải là họ không làm thiện, nhưng mà họ làm thiện trong cái tâm trạng của một người uống thuốc, của một cái người đang đi vật lý trị liệu, của một người đang chấp nhận cái liệu đồ liệu pháp, chứ không phải là làm phúc làm lành để mà cầu cái quả nhân thiên hữu lậu, nhớ nha. Thì cái khổ đế mà thấy rốt ráo như vậy đó thì họ mới không còn cái thích ở trong dục, trong sắc và trong vô sắc. Họ thấy giàu sanh về các cõi nhân thiên để hưởng thụ sắc thân ký vị xúc, hay là về các cõi phẩm thiên ăn rồi nhắm mắt lên gym hưởng thụ cái thiền lạc gọi là thơm ngát và mát lạnh, thì họ thấy cái nào cũng quẩn quanh. Trong một căn nhà cháy thì bây giờ đứa leo lên nóc và đứa trông xuống sàn thì nó giống nhau thôi. Đứa chạy leo lên nóc thì nó lâu hơn chút với nó ít ngọt, còn đứa trông sàn thì nó ngọt thì nó chết ngọt, còn đứa kia lát sau lửa nó cháy lên tới đó thì cũng chết thôi, nó lâu hơn chút. Mà trước khi chết thì cũng được nhìn trăng sao qua lá một tí. Nhưng mà cái đứa nào cũng chết. Cái thông minh nhất của một người mà trong cái ngôi nhà cháy ấy, là bỏ ra ngoài chứ không có mà tiếp tục mà leo chỗ này chung chỗ kia nghe. Khổ đế thấy rốt ráo như vậy đó.
thì mới buông được tất cả tập đế. Còn có nhiều người khi cái khổ thấy có một mớ thì cái tập mình trừ được một mớ, mà cái khổ mình thấy ở cái mức tương đối thì cái tập mình chỉ trừ ở mức tương đối. Mà nếu mà mình chỉ trừ ở mức tương đối thì không thể nào chứng được cái diệt đế. Cái diệt đế là cái sự thoát khổ tuyệt đối. Hễ chứng la hán hết phiền não mà còn sống thì gọi là diệt đế hữu dư, còn chứng la hán mà tắt thở luôn thì đó là cái diệt đế vô dư. Mà ở đây hãy nếu cái khổ mình thấy chưa có hết thì nghĩa là cái tập mình chưa có trừ hết, mà cái tập chưa có trừ hết thì cái diệt đế mình không thể chứng, hoặc là không thể chứng một cách đầy đủ. Rồi còn cái đạo đế là gì? Đạo đế có nghĩa là cái hành trình mà thấy khổ và diệt tập. Mà nếu mà cái đạo đế tu chưa có tới mức ấy, thì cái thấy nó mới dẫn đến cái chuyện thấy khổ chưa bao nhiêu, và từ đó nó dẫn đến chuyện trừ tập chưa bao nhiêu. Cái con đường mà đạo đế chính là con đường thấy khổ và trừ tập để chứng diệt. Đó, cho nên cái cứu cánh mà cái trong cái bát đó còn pháp, cái điều kiện mà để xác định minh định đó có phải là Phật hay không, thì trong đó có một điều là càng tu càng thấy là hướng đến giải thoát là vậy đó. Các vị thấy tôi đánh một vòng để quay trở lại, tức là mình tu để buông á thì đúng, còn mà tu mà để còn có cái chỗ nắm, còn có cái chỗ dựa là sai. Và đa phần chúng ta khi chúng ta học giáo lý không có vững, không có cứng, thì chúng ta không có đủ niềm tin nơi Phật, và thế là mà chúng ta phải dựa vào một người khác. Chúng ta muốn tin Phật mà chúng ta biết không nhiều, cho nên bây giờ là chúng ta đành phải tin một cái người nào đó để thông qua họ mình tin Phật. Thí dụ như tôi không có biết nhiều về Phật pháp, nhưng mà ông A ông B mà tôi tin là hai ông này hiểu nhiều, cho nên cái gì mà mấy ông xúi tôi làm thì tôi làm theo, bởi vì tôi nghĩ rằng mấy ông là những người hơn tôi. Lúc bây giờ tôi không phải tin Phật mà tôi tin ông A ông B, nhớ nha. Thì cái điều kiện cần và đủ để mà xác minh được đó là lời Phật hay không, nó phải được dựa trên nền tảng của bản thân, chứ không có thông qua niềm tin vào một cái nhân vật trung gian. Hãy mà chúng ta còn tin Phật qua một cái trung gian nào đó thì coi như là cái chuyện tu hành của mình là mình chỉ tu dùm cho người khác, tu theo con đường người khác, và mình rất có thể là con chuột bạch của người khác. Nhớ nha, mình với con chuột bạch mà lỡ mà gặp ông Minh Sư Hên, Minh Sư Thiện Hữu thì ok, mà gặp tà sư ác hữu là chỉ có chết nha. Cho nên cái tiêu chuẩn mà để xác định đó là lời Phật hay không, ngoài cái tiêu chuẩn thiện ác ngắn gọn đó ra, còn có những tiêu chuẩn như những tiêu chuẩn mà mình có thể y cứ vào ngay trong cái đời sống là cuộc tu thường nhật mỗi giờ mỗi ngày, không thông qua một niềm tin trung gian này. Cái câu thứ hai đó là thế nào là tinh thần Kalama trong lý thuyết và thực hành. Cái câu này nó cũng lặp lại cái ý của câu một trong lý thuyết, thì cái này dài, cái này nói phải là 3 năm mới hết, mà chúng tôi chỉ nói trong 3 phút thôi thì hên xui. Về mặt lý thuyết thì chúng ta bắt buộc phải có một cái điểm tựa, đó là kinh điển. Thì đương nhiên trong rung này thế nào cũng có người nhảy dựng lên này, như là đĩa phải vôi này. Khi mà nghe chúng tôi nói dựa vào kinh điển, các vị hỏi kinh nào à? Trong khi ngày nay đó là coi như là nói về cái chữ kinh Phật đó là có tới 1 tỷ trường phái này. Bao nhiêu tăng ni là trên mạng giảng tâm linh hết, đâu có cha nào nói mình sai, đúng không? Mà khi mình nói mình đúng, nghĩa là mấy cái đứa không giống mình là nó sai, nó tà hết. Đó là nói về người, còn nói về kinh sách, sách kinh sách là do con người làm ra, đúng không? Mẹ con người mà nó mâu thuẫn, nó chống trái với nhau thì kinh sách, cái gọi là kinh Phật đầy ra đó. Đấy, kinh này chửi kinh kia. Đấy. Cho nên bây giờ vấn đề ở đây là hên xui. Thì các vị cứ dựa vào cái biết của bản thân, dựa vào những cái tiêu chí mà chúng tôi đã đề nghị ở trong cái câu số 1 này. Thì các vị thấy cái bộ nào mà theo cái này hồi nãy tôi nhấn mạnh mấy lần cái chữ hên xui, là cái kiến thức bách khoa các vị nó có đủ để làm cái nền trong cái chuyện mà xác định hay không. Là, ví dụ như mình thấy cái kinh điển này nhắm đến cái sự buông bỏ nè. Mình thấy cái kinh điển nhắm đến buông bỏ. Cái kinh điển mà không có mang nội dung bài xích ai hết. Cái kinh điển mà không có gọi là hô hào tuyên truyền là ta đây là số 1 nè, tức là khen mình chê người đó.
Một cái kinh điển mà có nội dung là dẫn đến giải thoát buông bỏ, một cái kinh điển mà không có nội dung là khen mình chê người, một cái kinh điển mà nó có cái nội dung là khai phóng và cởi mở, không có ràng buộc, không có giam hãm nhốt tù độc giả tín đồ này, rằng là theo đây là đúng, theo cái ngoài ra là con sai, là con sẽ bị đọa đời đời trong quả ngục, ví dụ như vậy, đó là bậy. Dầu đó là kinh Phật các vị đọc kỹ kìa, kinh Phật mình tất cả đều là khai thị và khai phóng. Khai thị có nghĩa là banh con mắt nó ra, đừng cho nó đuôi nữa, và khai phóng là không có nhốt tù nó nữa, mình là hai chữ khai. Đấy, khai thị và khai phóng. Nếu một cái bài, một cái bài kinh, một bộ kinh, một cuốn kinh, dù là mang tiếng là đại, là được dịch từ Đại Tạng hay là tác phẩm biên soạn viết lách của đời sau, thì nó phải đòi hỏi những điều kiện đó. Rất nhất là nó phải có nội dung khai thị, khai phóng. Thứ hai là nó không có cái nội dung là bài xích ai hết, không có nội dung khen mình chê người. Và cái điều đặc biệt là nó không có nội dung đóng khung, nhốt tù, giam hãm ai hết. Tất cả là chỉ là những đề nghị để cùng nhau nắm tay dẫn bước trên con đường chân lý. Nhớ, nhớ cái đó, cùng nhau nắm tay thì được, chứ còn chưa gì hết mà đi rao giảng bằng một cái còng số 8 trên tay, đi xiên người ta, đi nhốt chuồng người ta, bắt người ta làm chim lồng cá chậu là sai. Bất cứ một học thuyết nào về chính trị, văn hóa, tôn giáo, triết học, khoa học gì đi nữa, mà chưa gì hết mình nó mang cái hơi hướng, cái dáng dấp của cái tinh thần giam hãm và nhốt tù, buộc tội đối phương, những cái kẻ không giống mình, cho rằng đây là chân lý, ngoài ra là sai bét, đây đó là một vấn đề này, mình phải dựa vào đó. Còn những cái tiêu chí mà nó chuyên môn hơn, chẳng hạn như kiến thức về văn bản học, hermeneutic này, thuyên thích luận này, thì cái đó là kiến thức chuyên môn, thì là có nghĩa là mình có thể nhìn vào một cái văn bản, và đặc biệt là đọc kinh Phật và đọc kinh gốc, đọc kinh phạn. Như bữa hổm ấy, chúng tôi có đăng tải một cái bài viết, bộ bài bản dịch của một người mà tôi quên không biết tên trên Facebook ấy. Họ có nói ông Kim Dung, ông tác giả vô Võ Hiệp ấy, ông nói rằng là cái kinh Phật mà ông đọc trong cái bản Hán Tạng ấy, nó không có cho ông cái tâm thái và cái nhận thức, cái không khí tâm lý giống như là ông đọc kinh Phật mà qua cả cái bản dịch tiếng Anh của Âu Mỹ. Ở đây chúng tôi tuyệt đối chỉ nhắc lại lời của ông, chúng tôi không có ý gọi là dè biểu bài xích. Xin các vị nhớ cho cái đó, vì nhân chỉ nhắc lại gợi ý của ông thôi. Có nghĩa rằng là khi mà muốn tiếp cận một cái nền tảng tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng, thì chúng ta nên lưu ý đến cái mức cái khía cạnh mà khả tính của nó thông qua cái văn bản, chúng ta tiếp cận với nó qua cái ngôn ngữ gì, qua tác giả, dịch giả, soạn giả nào, cái đó quan trọng lắm. Không, chứ không phải thấy phía trước sách, phía trước cái bìa sách mình quất một cái chữ Phật, Phật giáo hay là Sa môn hay là Tỷ kheo hay là Thích nữ gì đó, là cái đó là kinh Phật rồi, cái mình cắm đầu mình theo thì kẹt lắm. Không, kẹt lắm, bởi vì mình thấy hàng giả còn có, nói gì rồi là vật dụng thường ngày còn có hàng giả, thì nói gì những cái gọi là công trình về tư tưởng, về tâm linh, nó cũng hàng giả. Ai cấp, ai cấp hàng giả này, ngụy thư này, Apocalypse. Cho nên ở đây là phải dựa vào kinh điển, nhưng mà phải cụ thông qua các vị tắc giùm tôi, cái kẻ nào mà cực kỳ vô duyên như vậy vào đây không có nghe, không có nghe mà giữa họ phá thôi, rồi họ mở ra họ phá vậy. Đây là lý do vì đâu mà chúng tôi cứ đắn đo mấy năm trời, ít nhất là 3 năm trước khi quay trở lại để giảng cho đại chúng một lớp chuyên môn như thế này. Mặc dù bây giờ chúng tôi không có muốn giảng kinh Tạng mà theo từng bài như trước đây nữa, nhưng mà năm cái quyển mà Kalama đó, nó cũng là một cái dạng kinh Tạng đó, một cái kiểu quay lại với cái series kinh Tạng cũ ấy. Rồi tự nó tắt hoài, cái này mệt quá. Rồi, như vậy đó là lý thuyết. Về lý thuyết thứ hai là trong hành trì, thì chúng ta cũng vẫn quay lại câu số 1 này. Có nghĩa là cái con đường nào mà ngay trong lúc hành trì đó, cái con đường nào, cái đạo lộ nào mà ngay trong lúc hành trì đi theo đó đó,
chúng ta ngày một có cái khuynh hướng buông bỏ nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn. Này, và đặc biệt là cái con đường nào mà càng hành trì, cái đầu chúng ta nó được khai phóng, nó được cởi mở hơn. Đối với người, chúng ta dễ dàng yêu thương, bao dung, cảm thông hơn. Và đối với các cái vấn đề về tư tưởng, về giáo lý, thì chúng ta cũng ngày một hiểu rộng hơn, sâu hơn, mà cũng tiếp tục cảm thông và bao dung hơn, thì là đúng. Còn đằng này, ví dụ như mình là có những, tôi không nói ai, tôi chỉ nói chung chung, ví dụ như mình thích gì, mình thích nghiêm trì giới luật, rồi mình nhìn quanh mình thấy mấy người không giống như mình, cái mình coi thường. Mình thích bố thí, mình thấy mấy người không có là đại gia thí chủ, mình coi thường. Mình thích học giáo lý, cái mình thấy mấy người không học, cái mình coi thường, đó là sai. Bởi vì thế giới này là trăm hoa đua nở, mình không thể đứng từ cái vị thế của hoa lài mà mình chê hoa hồng, mà không thể từ cái vị thế hoa hồng mình chê hoa phong lan, mà mình cũng không thể từ phong lan mà mình chê lại bông mười giờ, bông cúc, bông sôi nhái, bông tầm bị tầm bạc, không. Tất cả là hoa hết. Đấy. Trong cái hành trì, càng hành trì càng buông bỏ, càng cảm thông, càng bao dung. Đấy. Thì cái đó là đúng. Mà đặc biệt là cái lý tưởng cao nhất là buông bỏ. Thấy cái gì cũng là khổ, thấy thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và nhìn quanh thì thế giới này chỉ có cái người đáng thương và người dễ thương. Người bất thiện là người đáng thương và người thiện là người dễ thương, chứ không ai dễ ghét hết. Càng tu càng bao dung là chỗ đó. Thế giới chỉ có đáng thương và dễ thương thôi. Này, thí dụ như vậy. Và thấy rằng cái đời sống tỉnh thức nó hay hơn là cái đời sống u mê quên mình. Đấy. Như vậy thì mình phải xác định lại những cái giá trị, những cái giá trị mà mình có được ở trong cái lúc hành trì. Càng tu tập mà càng có được chánh niệm tỉnh thức, càng tu tập càng có được cái trí tuệ để mà hiểu thấu, cảm thông. Càng tu càng có nhiều từ tâm để bao dung, càng tu càng có nhiều nhẫn nại để chịu đựng, càng tu càng có nhiều hành xả để mà thanh thản, càng tu càng có nhiều định tâm để mà tập trung tinh thần, càng tu càng có nhiều niềm tin để mà mình không có bị trôi dạt trong nhận thức. Này, cái chánh tính, tin đây là chánh tính, tức là tin mà có trí tuệ đi cùng. Đấy. Thì càng tu mà càng có được tính tấn niệm định tuệ là tu đúng. Chứ còn càng tu mà mình nhìn lại, có nhiều lúc nó như thế này, mình giảng cho nhiều rồi đôi lúc mình quay lại với mình không có tin và cái điều mình giảng, cái điều mình đã rao giảng, tuyên truyền. Mình hành cho đã, có một ngày mình đâm ra hoang mang, mình không biết mình có tu đúng hay không. Mà mình biết mình đang đi trên con đường dẫn về đâu. Đó là không được, không được. Bậc Thánh, tôi nói không biết bao nhiêu lần, Bậc Thánh Ngài khác và vua ở chỗ này. Ngài hiểu rất rõ cái điều mình tin. Cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Đấy. Còn phàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Thế là từ cái nhận thức đến hành trì nó là một khoảng cách rất là xa. Và từ cái hành trì mà đi đến cái cứu cánh rất là xa. Trong khi đó, cái nhận thức và hành trì nó phải là một cặp, nó phải là một cặp tương ứng, tương xứng, tương ưng với nhau. Đấy. Mình phải hiểu rõ cái điều mình tin và từ đó mình mới tin chắc cái điều mình hiểu. Nhớ chỗ đó, đó là cái tinh thần Kalama trong nhận thức và hành trì. Và cái thứ ba, trước hai vị thầy mình đều thấy là khải kính và đáng tin, nhưng mà hai vị đó thì lại có quan điểm nhận thức khác nhau, thì người đệ tử phải làm sao? Cái này hơi nhiều, thì trước hết á, ở đây tôi nói lần nữa, cái chỗ này tôi xác định có một phần, tôi nói trên quan điểm chủ quan của tôi, có một phần tôi dựa vào kinh điển, thì tùy hỷ bà con, tùy hỷ bà con, thích thì nghe, còn không thích thì cứ là dẹp hoàn bệnh. Trước hai vị thầy mình đều thấy là khả tính, khả kính, đáng tin, đáng kính hết, nhưng mà hai vị đó lại có quan điểm khác nhau, thì mình phải làm sao? Thì chuyện đầu tiên theo tôi cũng vẫn dựa trên kinh điển, là cái lời dạy nào mà nó ứng với cái lời Phật, chắc chắn không thể nào mà cả hai mâu thuẫn nhau mà đều giống với lời Phật, chỉ không có, trừ phi mình hiểu sai, trừ phi mình hiểu sai lời Phật. Bởi vì chân lý chỉ có một, không thể nào có hai. Cái bà đó, một là bà là má mình, hai là không phải, chứ không có cái vụ chặt hãng, không có cái vụ ở giữa. Một là bà là má mình,
bà sinh ra mình, hai là không phải. Chỉ vậy thôi, chứ không có cái vụ mà phi tưởng, phi tưởng, phi má, phi má. Tức là nói má cũng không đúng, mà nói không phải má cũng không đúng. Thì cái này không phải nha. Một là bà là má tôi, hai là không phải má tôi. À, chân lý là vậy đó, chân lý chỉ có một. Nhưng mà cái tương tự chân lý thì nó có tới vô số, tới N. Nhớ nha, chân lý chỉ có một thôi, nhưng mà cái tương tự chân lý nó có rất là nhiều. Đấy. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định hai vị này là cái nào gần với lời Phật nhất. Đấy. Thứ hai là mình phải xác định coi hai vị đó đều là khải kính và đều là đáng tin, đúng không? Nhưng mà đó là chuyện của họ. Nhưng mà mình nè, cái nền tảng nào ở mình mà nó làm điểm tựa cho cái nhận xét đó? Mình hiểu được bao nhiêu mà mình thấy ông nội đó đáng tin? Mình hiểu được bao nhiêu mà mình hiểu được bao nhiêu về cái con người đó, và hiểu được bao nhiêu trong Phật pháp, hai cái bao nhiêu, hiểu cái ông đó bao nhiêu và hiểu giáo lý được bao nhiêu mà mình thấy ông đó là khả kính và đáng tin? Như vậy nó dẫn đến cái thứ ba là mình phải tự xem lại coi mình kính ông đó ở điểm nào và ông đó đáng tin ở điểm nào. Thí dụ y giáo trang nghiêm, sinh hoạt chân mật, nội năng cẩn trọng, ngôn ngữ từ hòa xuất sắc. Nhưng mà mới hình thức thôi, mới là hình thức thôi. Mình nhìn cái ánh mắt là đúng, người này tin được, người này chân thật, người này là chân tu. Ba bốn thứ chân trong đó, chân thật, chân tu, chân thành gì đó là đúng. Nhưng mà mới là ông mới hoàn chỉnh ở trên cái mặt đạo đức làm người. Nhưng mà đi xa hơn nữa về đạo học, về học thuật, về cái gọi là minh triết, thì những cái đó đủ chứ. Y áo trang nghiêm, nói năng chừng mực, sinh hoạt cẩn thận, cẩn trọng, nghiêm túc, thì cái đó nó không đụng gì tới học thuật, nó không đụng gì tới vấn đề đạo học, nó không đụng gì tới vấn đề tâm linh, giáo lý. Mình phải coi kỹ mình kính ông cái gì. Bởi vì có nhiều khi mình xét, mình thấy con người đó đáng kính, đáng tin, nhưng mà ngồi ngẫm lại cái nền tảng nào, thì mình lòng vòng theo chỉ là hình thức thôi, chỉ dựa vào hình thức. Bởi vì ở trong kinh Đức Phật dạy rất rõ là có nhiều trường hợp người ta tìm đến một cái vị thầy mà họ gọi là chân sư hay là đạo sư. Trường hợp một gọi là Khô Sắp-ta-ma-na, có nghĩa là dựa vào cái tiếng tâm của vị đó, mình không biết cái gì hết, nhưng mà nghe đồn, đọc báo, xem TV, tiếp xúc với quần chúng ngoài đời, nghe nhiều người nhắc nó quá đi. Người mà tiếng tâm mà lừng lẫy như vậy là dứt khoát là phải đúng rồi. Không lẽ quần chúng ngu hết à? Không lẽ thì hạ bá tánh ngu hết hay sao? À, cho nên chuyện đầu tiên ở đây đó là mình có cái trường hợp một là theo ai đó, thờ phụng ai đó, thần tượng ai đó chỉ vì tiếng tâm của người đó. Trường hợp này gọi là khô sắp bà ma nế. Trường hợp thứ hai gọi là khô, gọi là lu, gọi là ru bắp bà ma nế. Có nghĩa là vì đó có hảo tướng đoan nghiêm, mặt mũi, tay chân vần trán cao, mắt sáng, răng cỏ ngon lầm, mũi cao, không? Da trắng, bàn tay bằng chân như là minh tinh bằng bạc. Giống như là tôi đã từng nói, tôi nhìn cái cô Tina Tình, tôi nói ước gì mà cổ mà đi xuất gia bên Nam Tông, mà cổ thuộc kinh Nam Tông mà nhiều vậy, dám tôi theo hộ lắm. Thấy nguy chưa? Cái này gọi là Rupa Mama. Mà sẵn tôi cũng nói luôn, quý vị thắc mắc tại sao một tu sĩ mà đã biết cô đó, là bởi vì tôi đi tìm mấy cái câu chú mật tông mà lại gặp cổ ở trong YouTube á. Tôi tìm mấy câu chú để tôi tìm mấy cái bản của bản tiếng Phạn ấy, sao lại lòi ra cổ. Thì cái trường hợp thứ hai gọi là Rupa Mama đấy, có nghĩa là mình đánh giá một người qua cái ngoại hình, ngoại diện của người đó. Đấy, cái thứ nhất là tiếng tâm người đó, thứ hai là cái ngoại hình người đó, cái vẻ ngoài của người đó. Đấy. Cái thứ ba gọi là Lupa Mama đấy, có nghĩa là cái hành thức, cái hình thức gọi là tu trì của người đó. À, nó, cái này cái thứ ba nó khác cái thứ hai. Cái hai là thấy người đó đẹp. Đấy. Còn cái thứ ba là thấy cái hình thức tu trì của người đó. Người đó có thể xấu quắc à, lưng gù, mắt lé, môi hô, răng bẩu gì tùm lum hết không. Nhưng mà có một điều đó là y áo tả tơi, bình bát sức mẻ, am tranh vách lá. Đấy. Uống nước suối, ăn rau rừng. Đấy. Dép thì chiếc còn chiếc mất, chiếc cổ kẽm. Đấy. Thấy chịu quá. Thì trường hợp đó gọi là lưu cấp và mê đó. Là thấy hình thức tu trì của người ta. Và cái cuối cùng đó gọi là hâm mắt và mê đó. Các vị thấy nghe chữ hâm má là các vị biết rồi đó.
Ba ma nó là measure, là ước lượng, tức là cái tiêu chuẩn để mà đánh giá. Measure thì là mình đánh giá, mình nhận xét một người thông qua cái tiêu chuẩn của giáo pháp, của chánh pháp. Mà cái tiêu chuẩn chánh pháp này nó gồm có hai. Một là ổng nói đúng mà ổng không ra gì thì ổng có cái để mình nghe mà không có cái để mình nhìn. Ổng làm đúng nhưng mà ổng không có gì nói cho mình nghe thì ổng có cái để cho mình nhìn mà không có cái để cho mình lắng tai. Nhớ nha, cái pháp này nó có hai. Một là ổng tu đúng nhưng mà ổng không có cái gì để, không có khả năng nói, không có khả năng nói đúng. Ổng không có nói, không, tu đúng là không có khả năng nói. Nói đúng nhưng mà không có khả năng làm, không có khả năng tu. Nói cho dễ nhớ. Một là nói đúng nhưng mà không có tu. Tu đúng nhưng mà không có khả năng nói. Thì cả hai trường hợp đó, miễn là nó đúng pháp thôi. Mà pháp là cái gì? Pháp là cái mình biết ấy, mình dựa vào kinh điển ấy, dựa vào cái văn tư tu của mình ấy. Nha, mình biết. Nếu mà ông tu đúng mà không có gì để nói thì ít ra cũng có cái để mình nhìn, mình bắt chước. Mà nếu ông nói đúng mà ông không làm được thì ít ra cũng có cái để mình nghe. Cái bẫy nhất là cấm đầu theo một người mà mình cho rằng họ tu đúng, trong khi họ không có cái để nói, mà có những giờ lại nói sai nữa. Làm thì đúng đó, làm thì cũng đúng đó, nhưng mà nói trái quốc. Mà mình lại vì cái kính cái ổng hành đó, mà mình kính cái hành của người ta mà mình quên cái học của người ta, cái lý thuyết người ta làm được. Bọn mình vì quá kính cái học của người ta mà mình lại bắt chước cái hỏng, cái hư ở trong cái hành người ta cũng không được. Nhớ nha, này rất là quan trọng. Cho nên đây chính là trong trường hợp mà gặp hai ông thầy như vậy thì mình là chuyện đầu tiên là mình phải xét coi cái lời dạy nào, cái đường lối hành trì nào, cái gương mẫu nào mà gần với Phật nhất như mình biết. Thứ hai là mình phải tự xem coi cái mình kính ông đó ở cái gì. Ông đó là ông rất giỏi toán mà mình mê toán quá, mình lại nhờ ông dạy làm thơ là thấy bà nội nha. Ông đó là ông thổi sáo rất hay mà tới nhờ ông dạy rõ là thấy bà nội, không? Mà ông đó ông dạy ông giỏi rõ nhưng mà đến nhờ ông dạy mình vẽ tranh là bậy. Không, mình phải coi coi mình trọng ổng cái nào, chứ mình đừng có mà lấy cái này mình choàng qua cái kia là hình như lộn địa chỉ. Không, đừng bao giờ mà lại cái tiệm phở mà mua bánh canh, mà đừng bao giờ mà lại cái chỗ bán cháo mà rồi mua chè đậu xanh, là cái đó không có được. Nhớ nha, cái nó lộn chỗ. Không, chè đậu xanh nó ngon bằng trời nhưng mà nó không phải là cháo, mà cháo nó ngon bằng trời thì nó cũng phải là đậu xanh, nó phải là chè đậu xanh. Không, mà thường người ta hay lộn lắm, hay lộn lắm. Đó là chính là cái bi kịch nhân gian đó. Thương người đó chỉ vì cái hàm răng, cái nụ cười, cái má lúm đồng tiền, đi rước nguyên cái con người trời ơi của nó về khổ một đời. Cái này có, tôi biết có lộn, cứ lộn, đánh lộn mà có cứ lộn nữa. Đấy. Vì cái nốt ruồi của nó chỉ có 1 gram thịt thôi, mà cổng mấy chục ký thịt kia về, trời ơi, nó lâu rồi một con đàn bà không ra gì hết. Chỉ vì cái dẻo miệng của nó mà cưới nguyên một cái thằng đàn ông không có ra cái gì hết. Nó vừa sở canh, sở điện lực, sở điện thủy, sở thủy cục, tụi nó mệt lắm. Không được, cái đó là lộn nha. Nhớ cái đó, cái nào là cái đó, cái nào là cái đó. Xong cái đó là xong một bài nha. Bây giờ qua cái thứ hai. Giải, bữa nay tôi quên cái vụ trả lời câu hỏi, giải bài tập quên. Rồi giờ cuối mấy vị trong ban điều hành nhắc cho tôi, bữa nay tôi giảng bài mới, cái bài kinh người phương ngoại xuất sắc, đúng là xuất sắc, bài nào cũng xuất sắc hết. Nhưng mà cái bài đó chúng ta có dụng tâm dụng ý khi mà để nó ở vị trí thứ ba, mà có một điều âu lo là bài nó hơi nhức đầu. Cái thứ bà con mà thích tu phước mà không thích tu huệ đó, thích nữa là quẩn quanh ba cõi sáu đường đó, thì đọc cái bài, nghe cái bài nó nản lắm. Còn chỉ có cái nói chung như hồi nãy tôi nói đó, có hiểu cái tập cái khổ đế mà tới nơi đó thì mới trừ được cái tập đế tới nơi, mà nhờ vậy mới chứng được cái diệt đế tới nơi. Và cái hành trì đó, hành trình mà hiểu tập, hiểu đạo, hiểu khổ trừ tập, đó chính là hành trình đạo đế. Thì tùy mình thôi, thì mình thấy còn yêu đời thì có nghĩa là mình còn yêu được cái sanh tử. Mà nếu yêu được sinh tử thì cái bài kinh đó nó không phải là bài kinh mình cần nghe. Này, báo trước bà con biết không? Chứ đừng có mà yêu màu tím, thích cải lương mà vào trong đó mà nghe giải cái đó là chiếc phạt mà không được. Tiếp theo, cái câu thứ nhất á,
của cái đại bài vừa rồi đó là nói theo tinh thần Singsapa đó, thì có phải người Phật tử cần bỏ tất cả kiến thức nằm ngoài kinh điển hay không? Đây, phải như thế này. Cái đạo Phật mình là cái đạo cảm thông và bao dung. Đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bạc. Đấy, chẳng thể nghĩ bạc. Đạo mình là đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bạc. Mình không thể hiểu kinh cái kiểu này, bởi vì là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Cái âm khư khư từng chữ one by one thì coi chừng mình nói oan chư Phật. Chư Phật đâu có nói thế đâu. Nhưng mà rời kinh một chữ thì là nói lời của ma. Cho nên là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Đấy. Mình y nghĩa nha, chứ mình không có thể mà y kinh nha. Y pháp bất y nhân. Thì mình là mình hiểu Phật một cách thông thoáng. Đây, mình thấy ở trong Phật pháp có tới tứ chúng là bát bộ tứ chúng. Đây, thôi cái bát bộ mình dẹp, mình mới nói ba cái thứ mà càng tắc bà long hộ pháp dẹp. Bây giờ mình đang nói tứ chúng, trong đó gồm có hai, nói gọn là gồm có hai, tức là tăng ni và nam nữ cư sĩ, nhưng mà gồm có hai đó là cư sĩ và xuất gia. Thì cái Phật pháp mà Phật, cái đường lối hành trì intensive, very strictly, most strictly dành cho người xuất gia, thì coi như nó khác. Còn cái Phật pháp mà dành cho cái người cư sĩ đó, thì nó có vẻ nó cơi nới, nó thông thoáng, nó mềm mòn, mềm nó nhẹ hơn. Đấy. Và mình thấy hễ mình còn là người cư sĩ đó, thì mình phải nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cái, đúng không? Thì có nghĩa là mình chỉ có sống cho đạo có mấy chục phần trăm. Các vị hỏi tôi mấy chục là mấy chục, thì nói ok, tùy. Có người thì 20, 30, 40, 50, 60, 70, tùy. À, tùy. Nhưng mà đại khái có mấy chục phần trăm đạo và mấy chục phần trăm đời đó. Mình là một kiến trúc sư Phật tử, thì làm sao mà mình là bỏ được những kiến thức về cái ngành kiến trúc. Đó, chỉ làm được. Mình là bác sĩ, mình là dược sĩ, mình đâu thể nào mà mình bỏ, không có trao dồi, không ôn tập mấy kiến thức về y, về dược được. Không được, không được, đi vào được, mình còn nhiều chuyện phải làm. Đây. Một cái bẫy nhất là mà là một ông bác sĩ, một dược sĩ mà không có trao dồi thêm. Thứ nhất là mình không chạy kịp, không có theo kịp với những cái bước tiến lớn về y dược. Trước mắt mỗi ngày y dược thế giới nó có thay đổi, ngành y, ngành dược mỗi ngày nó có những cái bước tiến, mà mình bác sĩ mình phải đọc liên tục. Thậm chí chúng tôi cũng biết bên Mỹ nó có cái lớp training cho các bác sĩ mỗi năm để họ tiếp cận với những kiến thức mới. Đấy. Mà cho dù mình là người Phật tử đi nữa đó, thì mình cũng phải có mặt trong cái lớp training đó mỗi năm. Cho nên là đó là nói về đời, về đạo ấy. Túc là theo trong kinh ấy, thì xuất gia tuổi trẻ thì 2/3 thời gian là học, 1/3 thời gian là hành. Xuất gia tuổi trung niên ấy, thì nửa học nửa hành. Xuất gia tuổi già ấy, thì hai thì coi như là không phải là 2/3 nữa, không phải là 2/3 nữa, là 3/4 là ba học, ba hành, mà ba hành một học. Còn cái giây phút cận tử cuối đời đó là 100% cho pháp hành, cho thực tập. Thực tập chánh niệm, thực tập thiền định. Đây. Nói như vậy thì không hề có chỗ trống trong cái khoảng thời gian tu hành để mà trao dồi những cái kiến thức ngoại điển, thế học, thế trí, biện thông của ngoài đời. Không. Nhưng mà đó, nếu mà chỉ mất chút ít thời gian để biết thêm những cái mà nó bổ trợ, chúng tôi không xài chữ hổ mà chúng ta xài chữ bổ trợ cho kiến thức Phật học. Để có thể củng cố thêm cái biết của mình trong Phật học thì cũng nên. Thí dụ như hồi nãy tôi có nhắc đến một cái môn học đó là Hermeneutics, là cái ngành là thuyên thích học hay là văn bản học ấy. Tức là mình tìm hiểu, mình xem ví dụ như là cái ngữ nghĩa của từng chữ, rồi cái style, cái văn phong của một cái văn bản. Mình thấy cái tiếng Việt, tiếng Anh vào thế kỷ thứ 18, 19 nó khác với bây giờ như thế nào, người ta chỉ cho mình thấy. Tiếng Anh mà cái thời mà Trung cổ đó, Middle English, cái kiểu thời Anglo-Saxon, nó khác. Tiếng Anh mà thời Shakespeare đó, nó khác cái Shakespeare,
nó khác với cái thời Bạc Liên Xô, nó khác. Tiếng Anh mà thời Newton, Isaac Newton nó khác tiếng Anh của thời ông Stephen Hawking, khác. Cho nên không thể nào mà mình có cái nhầm lẫn được. Có nghĩa là một cái tác phẩm được viết vào thế kỷ 20 mà người ta nói rằng đó là tác phẩm của ông Leonardo da Vinci, không được. Ông ghi cách mình cả 500 năm mà ông bên Ý, mà cái ngôn ngữ, cái văn phong của ông người ta bên Âu Mỹ người ta kỹ lắm, người ta kỹ lắm. Người ta muốn viết một cái, người ta muốn viết bình về một nhân vật rồi đó, họ phải tìm hiểu về cái giáo, cái học vấn, bối cảnh gia đình sinh trưởng của một người, chứ không phải đơn giản là những cái dữ kiện mang tính lý lịch trích ngang của một người là đủ không. Mà muốn tìm hiểu về ông Jean Paul Sartre, về ông Friedrich Nietzsche, về ông Goethe của Đức, không? Về ông Pythagore của Hy Lạp hay là ông Tagore của Ấn Độ, thì muốn nói về tư tưởng của họ là người ta phải tìm hiểu cái bản quán gia đình, xuất thân, chỗ sinh trưởng, trình độ học vấn, và kể cả đời sống tình cảm, rồi những thăng trầm trong đời sống của người đó, rồi những tác phẩm lớn bé của người đó, người ta phải nghiên cứu kỹ để người ta có thể xác minh hay minh định được cái bài viết đó, cái tinh thần đó nó có đúng là của ổng hay không. Và thậm chí họ cho mình biết là cái đó có lẽ 80%, 90% là nó phải được ông đó ổng viết ra, ổng nói ra vào khoảng lứa tuổi nào, sau hoặc là trước cái sự kiện nào trong cuộc đời của ổng. Người ta phải kỹ lưỡng đến mức như vậy. Đây, tiếng Việt trong cái thời kỳ mà của Nguyễn Trãi đó, nó khác với tiếng Việt của thời của Nguyễn Du. Mà tiếng Việt, hôm tôi mới nói cái này không bao lâu, tiếng Việt của Nguyễn Du nó khác cái tiếng Việt của cái thời mà gọi là tiền Tự Lực Văn Đoàn. Mà tiếng Việt của thời Tự Lực Văn Đoàn ấy, nó khác với tiếng Việt của thời Sáng Tạo. Mà tiếng Việt của thời Sáng Tạo thì nó khác với tiếng Việt của Sài Gòn sau 75. Đấy. Mà tiếng Việt của Sài Gòn sau 75 nó lại khác với tiếng Việt của cái thời gọi là ngôn ngữ mạng bùng vỡ. Đấy. Bây giờ nó có lợi ngôn ngữ mạng kỳ lắm. Này, kỳ lắm. Và cái ngôn ngữ mạng hôm nay, nó cái làn gió đó nó đã thổi sang cái ngôn ngữ văn bản. Có nghĩa là những người viết lách nghiêm túc, họ nói năng trên các diễn đàn online, họ vẫn, những người nghiêm túc nhất ấy, họ cũng vẫn ít nhiều bị lây nhiễm cái ngôn ngữ mạng, dễ sợ như vậy. Cho nên về mặt văn bản học, người ta cung cấp cho mình những cái cơ sở, những nền tảng để mà mình có thể xác minh xem cái cuốn kinh đó, cuốn sách đó, công trình, tác phẩm đó nó có đúng với cái thời điểm sáng tác mà người ta đã gán cho nó hay không. Này, không phải cái gì mình thấy bắt đầu là như thị ngã văn, như vậy tôi nghe nhất là Phật tại sao phải Phật thành giữ để cho thị không? Mình thấy là kinh Phật là không, phải xem lại, cái nội dung có đúng không, nó có nhất quán, nó có trùng khớp, nó có tương ứng với mấy cái kinh khác hay không. Cái đặc điểm, cái đặc biệt của kinh điển Pali đó là ba tạng không có chống trải mâu thuẫn lẫn nhau, mặc dù thấy nội dung có vẻ làm như khác vậy đó, mà thấy tặng luật nó không giống tặng kinh. Tặng kinh thì nó khác, tặng A Di Đà, nhưng mà một người mà có đi vào nội dung của ba tạng thì sẽ thấy cái nội dung của tặng luật không có mâu thuẫn với tặng A Di Đà, mà nội dung A Di Đà chỉ là bổ trợ cái tặng kinh, và tặng kinh là một cách nói khác của tặng A Di Đà. Đấy, chứ không có mâu thuẫn chống trái với nhau. Còn cái mà cái gì mà nó ngộ ngộ là nó trở thành nốt ruồi, nó trở thành ra là một cấp, nó trở thành cái thừa thải liền, nó không có cái chỗ mà dung hợp kết nối một cách gọi là hợp lý. Này, nhớ nha, thì nãy giờ tôi chỉ nói một thứ thôi, có nghĩa là đúng là nghiên cứu kinh điển, nhưng mà có những kiến thức mà mình sẽ thấy nó có cần thiết cho cái chuyện mà nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp, thì cũng nên dành tí tí thời gian, nhưng mà tới đó thôi. Mình cũng đọc chút đỉnh để mà mình không có, thay vì mình giải trí bằng những cái mà nó không có lành mạnh thì thôi, mình đọc những cái mà nó bổ trợ ít nhiều gián tiếp trực tiếp cho cái chuyện tu học hành trì và nhận thức của mình nha. Thì đó cũng nên, nhưng mà nhớ ưu tiên cho cái gì, nhớ nha. Uống rượu không có tốt, đàn đúm không có tốt, nhưng mà mình là một người đời thì ngoài cái giờ mà chăm sóc cha mẹ, vợ con, nhà cửa, vườn tược, thì lâu lâu mình xẹt ra anh em chòm sớm có một chút giao lưu nhẹ nhẹ không sao, nhưng nhớ ưu tiên của mình, một người đàn ông trụ cột trong gia đình là cái gì phải nhớ. Thì ngoài cái khi mà anh nhớ được vậy rồi thì anh có thể lãng đãng
ở ngoài xóm làng với mẹ bạn một tí ti không sao hết. Chỉ sợ con cái thôi, là ăn đàn đứng ngoài phố nhiều quá, xóm làng nhiều quá, mà anh quên mất mẹ già ở nhà, quên mất bà xã, quần xăng ống cao ống thấp, đám con nheo nhóc mũi dãi thò lò ốm đói ở nhà chờ anh về, chờ cơm tối bên ngọn đèn hiu hắt trong cái căn nhà lá sụp sệ, nhà dỗ cột siêu đó, cái đó tệ thiệt đó. Anh là đàn ông, anh phải biết cái gì là ưu tiên. Người học Phật y chang như vậy, anh có thể lãng đãng tí ti nhưng mà nhớ cái lãng đãng nó phải là cái lãng đãng có lợi và ưu tiên cho cái gì là số một này. Cho nên cái câu đó, cái câu số một phải nói cái có lãng, có lãng đãng thì cũng lãng đãng cho cái gì có lợi, có lan man, có lãng đãng thì cũng chỉ là cái gì có lợi cho cái ưu tiên của mình. Và cái đặc biệt nhất là phải biết cái ưu tiên của mình là gì. Rồi, cái thứ hai, ta rút được, rút ra được bài học gì từ nội dung Sinh Sa Pa? Nó cũng vẫn là câu số 1 nhưng mà nó tô đậm thôi. Đời sống, cái bài, cái câu số 2 này nè. Tôi biết trong 100 triệu người Việt Nam trong nước và non 5 triệu người Việt Nam hải ngoại, nếu mà đọc được cái câu này, đọc bài kinh Sinh Sa Pa rồi đọc câu hỏi này thì sẽ có rất là, có hàng ngàn câu trả lời khác nhau. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh, tôi chỉ trả lời một phần nào dựa vào kinh điển, phần này cũng là ý tưởng, ý kiến chủ quan của tôi thôi nha. Chứ đừng mà cả đám bu lại chống không mà chửi thì oan lắm. Ta rút ra được bài học gì từ nội dung kinh Sinh Sa Pa? Thì ở đây tôi lại muốn bắt đầu như thế này. Đời sống nó là cho và nhận. Cho và nhận. Cái giá trị của một người nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì không, nó còn có cái nữa là anh cho cái gì, anh cho ra được cái gì, không? Chứ không phải nhận không. Nhận không là mới một phần con người anh thôi. Anh đã nhận cái gì và những cái đó nó làm nên cái con người anh đó, làm nên cái giá trị nhân thân của anh đó, đó là một phần. Nhưng mà cái phần còn lại đó là anh có khả năng trao ra cái gì. Và nếu đời sống là cho và nhận thì khi nhận cẩn thận tí, khi nhận phải cẩn thận tí, để cái mình có rồi có toàn là cái đàng hoàng không. Đấy, khi nhận á là phải nhận cẩn thận tí, không? Để cái mình có được toàn là cái đàng hoàng không. Và khi mình có cái đàng hoàng ấy thì anh mới có khả năng trao ra cái đàng hoàng, đúng chưa? Đấy, anh mới có khả năng trao ra cái đàng hoàng. Còn anh này, nếu mà anh không có khả năng nhận cái đàng hoàng thì làm gì anh, vì cái anh có không hẳn là đàng hoàng. Mà nếu anh không có cái đàng hoàng thì anh lấy cái kỹ gì mà anh trao ra, đúng chưa? Anh nhận bừa bãi thì anh sẽ trao ra bừa bãi. Anh nhận cả vàng lẫn rác thì cái anh trao ra có cả rác lẫn bạc, đúng không? Đấy. Cho nên anh phải cẩn thận, chỉ nhận vàng thôi. 18 cả ra trở lên với 14 pha đồng hơi bị nhiều. Đấy. Nhận vàng thôi. Rác không lấy. Đấy. Và do đó cái thứ mà anh trao ra toàn là 18 trở lên, 18-24 không mà. Lâu lâu mỗi chén nó có hộp lấp lánh 8 ly, 10 ly, 1 gara, 2 gara không? Thì anh kêu tôi tới là tôi nhận liền. Thì cái kinh Sinh Sa Pa nói cái gì? Kinh Sinh Sa Pa nói rằng cái trong đời sống mình nó có muôn ngàn thứ để chúng ta trao ra và nhận. Đức Thế Tôn này có nhiều lắm, cái riêng cái biết của Ngài thôi, chứ đừng có nói cái đạo hạnh của Ngài. Không, không cần nói, không cần nói rớ tới cái đó ghê lắm. Nói cái biết của Ngài thôi. Thì nó là cả một khu rừng ấy. Mà cái giáo lý giải thoát mà Ngài trao ra cho chúng sinh, Ngài chỉ trao ra có một tí thôi, có một nắm tay thôi. Tại sao vậy? Vì Ngài là người coi như là Ngài tổ sư trong cái chuyện cho và nhận. Ngài thì không cần nhận từ ai rồi đó, nhưng mà Ngài chỉ còn cho thôi. Đấy. Ngài tổ sư trong cái chuyện cho và nhận, Ngài hiểu rõ lắm, hiểu rõ lắm. Rồi Ngài chỉ trao ra cái gì mà ngon lành. Mà tại sao Ngài làm được chuyện đó? Bởi vì cái biết của Ngài có hết đó. Thì Ngài dễ lựa ra cái gì mà nó tinh túy. Tinh túy là cái gì ta? Là cái cốt lõi mà nhắm đến cái cứu cánh, cái lý tưởng chấm dứt đau khổ cho chúng sinh. Các con biết chỉ cho nhiều. Bây giờ thằng Tèo nó đứng ở điểm 3A, thằng Tí ở điểm B, thằng kia, thằng Ất, thằng Giáp, thằng Trương Tam, Lý Tứ, mỗi thằng đứng góc ở trong khu rừng đó. Thì Ngài tùy vào cái góc độ của mỗi đứa mà Ngài chỉ cho một con đường. À, chỉ cho một con đường để mà đi. Đấy, thì thằng Tèo nó hỏi biết con đường nào, nó đi theo con đường đó. Thằng Tèo thì nó phải băng qua một cái con thác, thằng Tí nó phải băng qua một con suối,
thằng trương tam lý tứ thằng ân thằng giáp thì mỗi đứa nó có một con đường riêng, và ngài thấy được là đứa nào nó hợp với con đường nào, mà chỉ con đường đó, mà tổng cộng là nó có 84.000 con đường. Và mình nghe thấy nó nhiều thiệt, nhưng mà toàn bộ cái con đường, toàn bộ cái giáo lý này để lại chỉ là cái con đường ra rừng. Và các con chỉ cần ra rừng từ cái điểm xuất phát của mình, các con không có nhất thiết phải biết hết cả khu rừng, như là ta, trừ phi có ai đó đang có mặt trong khu rừng này cũng muốn biết hết mọi thứ như ta, để mà trước là tự cứu mình, sau đó cứu đứa khác. Mà cái người như vậy cực hiểm lắm. Có thầy dạy cho tu, còn tu không nổi thì nói gì mà tự mình tìm ra cái đường giải thoát. Cho nên cái vụ này miễn bạc. Và đây cũng là lý do này, đây cũng là cái lý do mà chúng ta thấy trong kinh điển Nguyên Thủy cơ hồ không có nhắc gì đến cái Phật đạo Lý Tử Bồ Tát. Là vì sao? Phật thấy rõ quá, Phật thấy rõ quá. Cái đứa mà nó thấy đời này là khổ để mà hướng đến giải thoát đó là đã cực hiếm rồi. Cực hiếm rồi. Thì trong cái đám mà hiếm đó, đa phần là phải dựa vào minh sư thiện hữu để mà đi. Đấy. Đa phần đây là 99,9% là phải tìm người để mà dựa mà. Bị con đứa thì mắt yếu, con đứa thì chân nó yếu. À, đứa thì tai yếu, con đứa thì bị dị tật, bị suy dinh dưỡng tùm lum hết, cho nên nó phải dựa người này, nó phải nhờ người này khiêng, nhờ kia người kia dắt tay, người nọ đẩy xe lăn tùm lum hết. Cái người mà tự mình đó mà tìm ra con đường để mà đi rồi giúp cho người khác cần hiểm. Và tôi nói cái này có nhiều vị trong room này nhảy dựng lên, như tôi vẫn nói toàn bộ cái con đường mà thành Phật ấy, nó nằm gọn ở trong cái 37 bồ đề Phật, nó không có nằm bên ngoài. Và nói theo trong A Di Đà ấy, thì cái đời sống tâm lý chúng sanh nó có hai trường hợp, một là tâm lành, hai là tâm xấu. Tâm lành đó là 13 cộng với 25, 13 tâm sở trung tính cộng với 25 tâm sở tích cực. Còn cái tâm xấu là 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực, chỉ vậy thôi. Và trong cái công thức 2 đấy, công thức 13 cộng 14 này nè, nói gọn là nó tạo ra bất thiện. Nhưng mà nói rộng là tất cả tội ác bị bạ lầm lỗi gì trên đời này đều từ cái này ra hết, từ ngũ nghịch đại tội gì đó là nó từ cái 13 cộng 14 hết. Và cái 10 còn cái tâm lành á, cái có công thức rất là đơn giản là 13 cái tâm sở trung tính cộng 25 tâm sở tích cực. Thì nghe nó đơn giản như vậy, nhưng 38 cái này là nó là nền hết, tức là nó nền tảng cho 10 cái 35 mặt, mà nó cũng là nền tảng cho 37 bộ đề phần. Và cái nội dung của 37 bộ đề phần cũng chính là 13 cộng 25, mà nội dung của 10 35 mặt hay là lục độ của Bắc Truyền thì cũng là 10 cộng 25, 13 cộng 25, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó phần này thấy cái người mà biết đời là khổ và dốc lòng để mà giải thoát là hiếm, mà trong cái số hiếm đó đa phần là phải dựa vào dẫn dòng minh sư thiện hữu, có thầy có bạn đấy. Cho nên là ngày biết rất rõ, ngày không cần phải kêu gọi Bồ Tát đạo. Cái người nào tự họ có bản lãnh thì họ cũng chỉ nghe chừng đó thôi, cũng chỉ nghe cái 37 bồ đề phần, và họ phát bồ đề tâm, nguyện trở thành một người giống y chang như cái bậc đạo sư đang ngồi trước mặt mình vậy đó. Còn cái người nào nhát hơn tí thì trở thành những nhân vật lớn thôi. Ví dụ trở thành ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, ngày A Nan, ngày Ca Diếp, đệ nhất Đa Văn, đệ nhất Đồ Đà gì đó. Còn những cái vị nào mà nhát dữ dội nữa, nó muốn đi cho lẹ đi cho gấp thì khỏi có cái biệt hạnh nào hết, không cần đệ nhất đệ nhị gì chỉ muốn cho nó xong cái biển não là chậm đi luôn, một đi không về. Đấy, nhớ cái đó. Cho nên không nghe không có cần. Cũng giống như trên thế giới không có cái trường đại học nào mà dạy cho người ta lấy cái giải Nobel. Không có cái trường nào mà dạy cho người ta làm tỷ phú như Stephen Jobs hay là Bill Gates hay là ông Warren Buffett, không có cái trường nào hết. Có một điều, cái căn cơ của anh mà ngon lành thì anh cũng xuất thân từ cái Columbia, Yale rồi Đức, là Washington, là Rice, y như người ta, Oxford, là Sorbonne, là Cambridge, y như người ta. Nhưng mà từ cái trường đó ra đó,
bao nhiêu đứa nó ra nó làm luật sư, làm bác sĩ. Mà bác sĩ là sao? Bác sĩ là cái phòng mạch nhỏ nhỏ ở cái làng quê nào đó, và bác sĩ trong một bệnh viện nào đó, gọi là nó về nó làm giáo sư bác sĩ, nó đi dạy cho mấy bác sĩ khác, ví dụ như vậy. Gọi là, hoặc là nó ra nó làm dược sĩ này, nó bán một cái pharmacy nào nhỏ nhỏ ở cái làng quê của nó rồi xong. Nhưng mà có những người nó ra xong nó trở thành những nhà bác học, những học giả, những nhà nghiên cứu, cống hiến những công trình nghiên cứu, và phải nói là nghiêng trời, có những đóng góp mà tác động ảnh hưởng lên toàn cầu, lên khắp cả nhân loại. Đó là căn cơ. Môi trường có một đó thôi, nhưng mà tùy vào cái khả năng của anh mà anh nhận được bao nhiêu, và anh xúc tiến được bao nhiêu, và cuối cùng cái đích đến là cái gì nha. Chứ không có đặc biệt kỹ gì hết. Cũng ở trong cái xã, cái ngôi làng đó thôi mà có đứa lớn lên thành cướp, có đứa lớn lên thành bà ông giáo làng, có đứa lớn lên thành một cái bà nội trợ, có đứa lớn lên thành ông giáo trên tỉnh, có đứa thì nó lên tót lên trung ương, nó làm đồng chí ủy viên trung ương đảng. Đấy chưa? Này. Cho nên là cũng cái nền đó thôi, cũng cái nền đó thôi quý vị nghe. Cho nên trong cái khu rừng đó, trong cái khu rừng đó, biết cái tôi mà thấy ai mà muốn giống như ngài miễn bạc, nó cũng theo cái nó nhìn cái hạnh của ngài, nó làm y chang vậy đó. Có lúc ta sẽ thành người giống y chang ngài. Còn đa phần ngài thấy ai mà cần đến thầy bạn, cần đến nắm tay nắm chân gì đó thì ngài thò tay ngài chỉ. Nhưng mà ngài chỉ thôi, chứ chư Phật không có cổng, không có ẩm, không có bồng, không có đẩy xe lăn cho ai hết. Cái chuyện đó không có, không có nha, cái đó không có. Không có ẩm bồng đẩy xe lăn nào là không có, mà chỉ có chỉ thôi. Bởi vì sao? Là vì anh phải có khả năng đi. Chứ còn cái con đường vật lý đó, thì còn có thể có sự hỗ trợ. Nhưng mà con đường tâm linh là chịu thua. Vì sao? Vì Tàu có nói một câu: chém đầu nghìn viên dũng tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi cái đầu của một thằng ngu. Mình nghe thấy ghê. Thì mình thấy một bên đó, là 1000 viên dũng tướng, kiểu như là Trương Phi, Quang Vũ, Triệu Tử Long, Hoàng Trung, Ngụy Diên, 1000 ông như vậy. 1000 ông, trong đó có cả Napoleon, rồi có cả Hannibal, rồi có cả Alexander the Great, rồi tùm lum hết. Mà tại sao mà một bên là chỉ có một thằng ngu mà nó căng cả là 1000 viên dũng tướng? Mà đó tôi đọc đó tôi sốc lắm, mà tôi già tôi thấm đúng. 1000 viên dũng tướng thứ dữ thiệt đó, dũng tướng đông tay kim cổ gom hết lại đó, thì thấy ghê thiệt đó. Nhưng mà nó nói gì thì nói, chém đầu 1000 tên khó thiệt đó. Nhưng mà nó có ít ra, nó có cách. Một là mình mua chuộc bằng tiền bạc, ly gián nội bộ, áp dụng mỹ nhân kế, nó nhiều lắm. Không, Nhạc Phi mà bị Tần Cối quất một phát là xuống sình mà dễ cả dễ lắm, dễ dễ có cách. Ly gián nội bộ, mua chuộc tiền bạc, áp dụng mỹ nhân kế. Còn không nữa nó bí quá, sách trái bom quân tử liền đùng chết hết. Ví dụ như vậy, mặc dù nghe nó hơi quá nhưng mà ít ra nó cũng là một cách. Không, lấy bơm liền là chết hết. Nhưng mà sửa cái suy nghĩ của một thằng khôn hay thằng ngu đó thì vô phương. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà cái ngu đó đời đời bất diệt. Cái gì ở trong pháp hành cũng có thể vô thường, nhưng mà cái ngu của thằng ngu là chỉ có trời cứu. Đấy, khó lắm, khó lắm. Đấy. Cho nên là chư Phật chỉ có thể chỉ đường cho cái người nào mà họ có điều kiện để họ đi. Đấy, họ có một cái gọi là có một cái tâm thái, tâm thế mà nó tương ứng với lời dạy của ngài, với cái lý tưởng mà ngài đề nghị gợi ý, khơi mở khai thị. Này. Chứ còn mà bản thân nó mà nó đã không chịu đi rồi thì ba đời mười phương chư Phật khó ta. Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không độ được cái thằng vô duyên. Nhớ nha, nhớ cái đó. Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không độ được thằng vô duyên. Dầu tất cả những Phật ba đời mười phương đều bỏ lại, chư Phật khả kính đến dường ấy mà còn bỏ lại. Cho nên chép đầu ngàn viên dũng tướng không có khó bằng cái việc thay đổi cái ngu của một thằng ngu, thay đổi cái suy nghĩ của một thằng ngu là gì mà chết. Bây giờ cả thế giới 7 tỷ người mà có quỳ lạy nó cũng không có sửa được. Bây giờ có bỏ vô cái chảo mà chiên nó cũng không có được, bỏ vô cái cối quết quết chả nó cũng không có đổi được. Thà chết, chết trong cái đầu của thằng ngu. Bây giờ quỳ lạy nó, hôn chân liếm gót nó thì nó vẫn tiếp tục làm ông vua ngu, chứ không thể nào mà nó khác đi được hết. Nhớ nha. Cho nên cái bài học kinh Sipa nó cho mình cái bài học như vậy đó. Đấy. Rồi tiếp theo đó là người tu học đó, là người nhặt lá, nhưng mà biết lá nào để nhặt.
khi mà nắm lá trong tay Đức Phật không hề ít. Đấy, thì cái này cũng y chang như mấy câu trước thì thôi, nó khác gì hết, y chang vậy thôi. Đấy, nắm lá trong tay. Tôi gợi ý thôi nha, tôi có đôi lúc tôi cũng thích cái cách nói của thiền tông, nó gọn gọn thôi. Hãy nó đủ duyên thì nó hiểu, còn nó không đủ duyên thì kêu nó đi chết thì uống thuốc nó chuyển kiếp. Chứ còn mà cứ đứa nào mà cũng bồng ẩm hung hít rồi cho nó uống sữa bình, nó bị tiểu đường, uống sữa bình cũng chết, nó dư cholesterol mà uống sữa cũng chết. Cho nên tùy duyên thì nó gãy thôi. Nắm lá mà ngày để lại cũng ít, kinh nói là một nắm, nhưng mà quý vị nhìn cái tủ đại tạng quý vị thấy vải cao mình như vậy không, quá nhiều. Này, mà tôi đã nói 1000 lần nữa, là muốn tiếp cận kinh điển là phải không thể bỏ qua cái khía cạnh ngôn ngữ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi ai tôi cũng thương cũng quý, nếu mà người nó tu học tôi quý lắm, thương lắm, nhưng mà phải nói thiệt, phải nói câu nó hơi phân biệt kỳ thị chút. Lớn tuổi mà đi đến Phật pháp là tôi giàu rồi, không lớn tuổi mà tôi thấy giàu rồi, xanh lè ho hen mà tới học rồi tôi đã dậy rồi. Bây giờ họ không có thời gian để họ tiếp, họ đi sâu đi xa được. Rồi trẻ đẹp mà mở miệng ra mà thấy cái mà nó nhắm tới không phải là cốt lõi Phật pháp, mà nó nhắm tới ba cái râu ria gì đó là cũng dậy rồi. Đại khái trẻ mà ngu là dậy, trẻ mà cạn là mình dậy. Người sâu mà người sâu sắc mà già bệnh cũng dậy, không ngán lắm. Bởi vì cái nắm lá trong tay Đức Phật rồi hơi nhiều, mà đôi khi mình trẻ mình khỏe mà mình ngu quá thì coi như thua, mình thông minh sâu sắc mà mình già quá mình bệnh quá cũng khó. Bởi vì các vị hỏi tôi phải nói thiệt, ai tôi cũng thương ai tôi cũng quý hết, nhưng mà muốn học Phật, muốn mà đi sâu đi xa trong Phật pháp thì cái cứu cánh của cái không cứu cánh mình là chứng đạo, và dưới cái cứu cánh đó là hành đạo, mà dưới cái hành đó là học đạo. Mà đã nói học đạo đó, thì anh bắt buộc phải đọc được kinh Phật bằng tiếng Pali, còn không nữa thì anh cũng phải được học kinh Phật. Anh không đọc được thì anh cũng phải học được từ cái nguồn nào mà gần với Pali nhất, gần với tiếng Pali nhất. À, và anh phải tiếp cận kinh điển chánh tạng từ cái nguồn mà nào mà nó gần với chú giải nhất. Chứ còn mà kinh tạng mà thông qua cái não trạng của người thời nay, không, một cái anh mà mê thơ ca văn chương mà anh giảng kinh tạng theo cái ý của anh, không dựa vào ở trong cái sớ giải là chết. Một anh mà mê toán lý hóa mà anh giảng kinh Phật là chết. Cái anh mà anh mê chính trị kinh tế xã hội mà anh giảng về kinh Phật theo cái ý của anh là chết. Coi như học xong là mình đi theo ảnh luôn. Đây, nó kẹt như vậy. Đây, mà đâu có đạo Phật là đạo giải thoát. Mình chỉ đi theo cái hướng dẫn nào mà nó trang chứa, nó chuyên chở cái nội dung giải thoát, buông bỏ. Chứ còn đi theo mấy cái cha mà văn nghệ, mấy cha mà khoa học, mấy cha mà triết học, mấy cha mà tín ngưỡng, khối hương cũng không được. Không được, không có được, mấy cái đó mới xài được. À, cho nên là ở đây đó là cái chuyện đầu tiên là anh phải có cái ngôn ngữ. Một là anh đọc được, hai là anh phải tiếp cận cái nguồn nào gần nhất. Đừng hiểu lầm, tôi nói cái này có ý dụ kỵ tuyên truyền không, các vị cũng có cái đầu mà. Các vị ăn cơm uống nước sạch chứ đâu có phải ăn cái đồ tào lao đâu mà hiểu sai, đúng không? Đấy. Cái chuyện đầu tiên. Thứ hai là tôi nói cái này rất là cực đoan, rất là chủ quan, nhưng mà tôi không thể không nói. Đó là tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này. Các vị nào trong Facebook, tôi thấy nhiều vị lắm chơi thân với chư tăng hiến điện, rất là nhiều vị say lo không, thì tôi xin nói cái câu này: muốn học kinh Phật, muốn tu tứ niệm xứ, muốn tìm hiểu kinh tạng, còn lực tạng tốt nhất, bởi vì lực tạng của bên tăng ni mình Mỹ, mình là thứ tóc tai tùm lum, tai quần có ống, tai áo có tai quần có ống thì mình không có cần, không mình có cần, mình có cần, mình có cần mà đụng đến lặng lực cái đâu có tăng ni, mình là cư sĩ không? Thì đó, mình chỉ còn là cái hai tạng, tạng A Di Đà và cái tạng kinh. Không có tạng kinh thì mù mịt, không biết đường đâu mà tu. Tôi phải nói thẳng luôn, không có tạng kinh là không biết cái gì mà tu. Nhưng mà không có tạng A Di Đà thì mình không có mở được cái kho tàng tạng kinh.
hiểu tạng kinh đó, mà hiểu theo cái kiểu mà dùng cái kiến thức ngôn ngữ của mình, thì người Việt dùng kiến thức Hán Việt, còn người Anh Mỹ thì dùng kiến thức tiếng Anh, tiếng Mỹ của mình, tiếng Đức, tiếng Nhật của mình để mà đọc kinh Phật là chết cũng được. Kinh Phật có chú giải, có sơ giải đàng hoàng, có commentary như hồi nãy tôi nói. Chỉ là mấy ông triết gia với nhà tư tưởng như Krishnamurti hay là ông Jean-Paul Sartre, hay là ông Kierkegaard của Đan Mạch, hay là ông Nietzsche, ông Schopenhauer của Đức. Đấy. Chỉ vậy thôi. Đấy. Mà người ta còn phải tìm hiểu nào là bối cảnh sinh trưởng, rồi gì, trình độ văn hóa, rồi đời sống tình cảm, đời sống gia đình, những dữ kiện, sự kiện trong cuộc đời của ổng tùm lum, mình mới có thể là hiểu được là chính xác cái tư tưởng của người ta. Nói gì là kinh Phật, quý vị. Không, các vị nói, tôi nói nhẹ thôi. Bình thơ Bùi Gián không phải dễ. Một là phải có một phần não trạng giống Bùi Gián. Thứ hai, đã từng gặp Bùi Gián. Thứ ba, đọc thật là kỹ Bùi Gián. Và đặc biệt là cuộc đời hành trạng của ông Bùi Gián. Chứ còn mà anh lấy kiến thức tiếng Việt của anh, của có thằng cấp 3 Tú Tài Toàn, Tú Tài Bán, mà anh chưa biết gì đời tư, chưa tiếp xúc Bùi Gián, chưa đọc kỹ về Bùi Gián, mà anh đọc về ba bài thơ của Bùi Gián, mảnh bình Bùi Gián thì anh đi chết đi nha, anh đi chết đi. Đừng nói đó là ông khùng rồi dễ hiểu. Ông uyên bác cực kỳ, bát ngát một biển văn chương, trùng trùng một trời chữ nghĩa. Nói theo nhà văn Mai Thảo, những xét là Bùi Gián như vậy đó, không phải dễ đâu. Theo tôi, Bùi Gián là một trong gọi là khoảng 10 cái óc, bộ óc mà uyên bác thông tuệ bậc nhất của Việt Nam trong cái nhận xét của tôi. Ông là một trong khoảng 10 cái bộ óc mà thông tuệ uyên bác bậc nhất hàng đầu của Việt Nam về tất cả các lĩnh vực. Bùi Gián trong đó có cả thầy Tuệ Sĩ, trong đó có Hòa Thượng Minh Châu. Có nhiều người hiểu lầm Hòa Thượng Minh Châu, tưởng Hòa Thượng Minh Châu là chuyên gia dịch kinh Phật, chỉ vậy thôi. Sai, sẽ bét. Kinh dị lắm. Hòa Thượng Minh Châu là cái sở học, cái sở tri của Hòa Thượng kinh dị, chứ không phải là lơ mơ. Cái chuyện mình cứ coi Hòa Thượng là người nhà chuyên gia dịch kinh tạng, hiểu vậy nghèo lắm, hiểu như là xúc phạm, là bán bộ, là chà đạp. Đây. Thì là kinh Phật ấy. Phải tiếp xúc với kinh Phật qua cái ngôn ngữ Pali, phải biết cái A Tỳ Đàm thì mới có thể nói đến cái lý thuyết của kinh Phật. Và hỏi hai cái này, muốn khả năng đọc hiểu được tiếng Pali và khả năng mình có được căn bản A Tỳ Đàm thì tôi e rằng không có nhiều thời gian. Cho nên để giải quyết thích câu hỏi này thì tôi đành phải nói một cái cách rất là chủ quan. Tôi nhấn mạnh nha, chủ quan. Đa phần bà con đang không chịu đâu, nhưng mà tôi thấy phải nói. Bây giờ nói qua một cái cách nói hơi khách quan chút này. Đó là chủ quan trước. Bây giờ qua nói khách trước, qua nói khách sau. Bây giờ nói cách nói khách quan này. Cái năm lá nó nhiều quá, mình học cái gì? Thôi thì tự xét cái thể trạng, cái não trạng của mình. Yếu người đừng đi gió, đừng ra nắng. Mình coi có cái gì mà nó thiết thân, nó gần gũi, nó là thật sự là nhu cầu của mình á, thì mình đặc biệt ưu tiên cho cái đó. Đó là cách nói khách quan nhất. Nhưng mà cách nói này tại sao tôi để nó hàng thứ hai? Bởi vì thứ nhất nó chung chung, thứ hai nữa nó không có mang tính định hướng. Nó không mang tính định hướng cũng được. Nó phải có tính định hướng. Dầu học đời học đạo, chúng ta bắt buộc phải có định. Nói cái gì, viết cái gì, kể cả một bức tranh, một pho tượng điêu khắc, thì cũng phải có cái tính định hướng. Tính định hướng thì nó mới có giá trị. Chứ còn anh hứng hứng là anh làm cái tượng ông già, cô gái, thằng bé, con heo, con bò gì đó mà không có ý tưởng gợi gắm, không có một thông điệp nó đọc được. Mà đã nói thông điệp có định hướng. Cho nên có nhiều cách trả lời câu hỏi này, nhưng mà tôi chọn cái cách trả lời chủ quan trước rồi khách quan sau. Khách quan này có nghĩa là coi cái gì mà nó mình xét thấy nó gần gũi, nó cần thiết cho mình chú chú cái đó thôi. Ví dụ như mình thấy cái tuổi của mình bây giờ đó là chỉ có tu tứ niệm xứ, sống chánh niệm thôi, thì mình đọc thiệt là kỹ tất cả cái bài kinh nào mà mình thấy có cái chữ, thấy có cái tựa đề là kinh tứ niệm xứ. Thí dụ như tứ niệm xứ của Trường Bộ, kinh tứ niệm xứ của Trung Bộ, rồi kiếm cho bằng được cái những cái sách mà chú thích, chú giải, thiếm giải về mấy bài kinh đó, đọc cho kỹ rồi xong rồi có đi tìm hiểu, kiếm thêm tăng ni Phật tử, cái người nào mình tin á, mình tin là họ có thể giúp mình trao đổi học hỏi thêm với họ, đào sâu cái bài kinh tứ niệm xứ.
nhớ nha, đọc sâu về kinh, hoặc là mình bối rối, mình phân vân, mình hoang mang về cái là lý duyên khởi mà hay duyên sinh ấy, thì mình hoang mang, mình nghe nói đó là nguồn, đó là cái câu trả lời về nguồn gốc vũ trụ mà, thì thôi bây giờ mình dành bây giờ mình đào sâu mở rộng qua kinh điển, không chẳng hạn như bài kinh Đại Duyên của Trường Bộ, không? Xong rồi mình đọc chú giải bằng tiếng Anh tiếng Nhật chị không biết, xong để kiếm thầy bà tăng ni cư sĩ mình học thêm, mình cứ xoáy vào từng đề tài một, những đề tài là mình thấy mình thiết tha nhất hoặc là cần thiết nhất, hai chữ thiết tha nhất, hứng thú nhất hoặc là mình thấy cần thiết nhất, mình đánh từng trận một như vậy, đánh từng trận, đánh du kích, đánh du kích từng trận một, chứ còn nó bao la quá, bao la quá hơn thì cái câu trả lời thứ hai này nó hơi khách quan đó, nó hơi khách quan và họ, nhưng mà nó chung chung lắm, nhưng mà tôi tạm cho đó là hai câu trả lời tôi tạm cho là có thể tham khảo được, chứ tôi không nói là tin được nha, tôi không nói tin được, tôi nói là tham khảo được. Ok, hết giờ rồi, chúc bà con một ngày vui, tuần sau mới học bài kinh mới. Dạ, chúng con tri ân sư và hẹn gặp bà tuần sau. Dạ. Rồi. Dạ, thế là xong một bài giảng của sư nữa. Sư đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.